Cái này để mình trực tiếp mình làm cho các bạn. Bia đặt bia. Cái này nó sẽ chín trực tiếp luôn. Đây là để đưa được. Cái này thì nó đang có vị trí. Lấy cái đĩa sạch đây cho anh chị gắp đồ chín này. Ôi, nhanh chín nha anh.